Trà Thanh Nhiệt, Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Châm ngôn của em ấy, lúc lên sân khấu là em sẽ cháy hết mình vào những tác phẩm của mình. Và em luôn có một sự kỳ vọng là những người nghe đấy sẽ thích cái tác phẩm của em. Và em hy vọng là mình sẽ được chọn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đình Hà. Và hôm nay tôi cháy hết mình trên sân khấu này. Về nhà ăn bữa cơm với cha, về nhà ăn bữa cơm với mẹ, quên đi bao nhiêu tư phân lo, quên đi bao vội vàng bon chen. Về để nghe lời ru bên nỗi, về để nghe từng lời ấm áp bên bữa cơm nhà. Ngày dài trôi qua, về ăn một bữa cơm. Từng ngày qua đi muôn lối, muốn trở về ăn bữa cơm nhà. Kia đàn chim đang tung cánh giữa một trời bao la. Nhớ lắm những lúc thừa bên con sông tắm mát, chở đưa tôi ra cánh đồng xanh ngút ngàn. Ta diều bay cao vút trời, chuyện ngày xưa giờ đây đã xa rồi. Về nhà ăn bữa cơm với cha, về nhà ăn bữa cơm với mẹ, quên đi bao yêu tư phiền lo, quên đi bao vội vàng bon chen. Về để nghe lời ru bên nỗi, về để nghe từng lời ấm áp bên bữa cơm nhà. Ngày xa chưa qua, về ăn một bữa cơm nhà. Về nhà ăn bữa cơm với cha, về nhà ăn bữa cơm với mẹ, quên đi bao ưu tư phiền lo, quên đi bao vội vàng bon chen. Về ăn một bữa cơm nhà. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Chào bạn. Bỏ mũ lên một xíu được không? Ừ, được, thế còn gì nữa. Được, tóc đẹp. Không phải đội mũ. Đây là một ca khúc là bạn tự sáng tác đúng không? Wow. Rất là hay. Nó dễ nghe và nó có ý nghĩa ấy. Giọng hát của bạn thì cũng rất là hay. Nhạc ca khúc này, cái đoạn mà sau khi bạn đánh piano xong nhạc là bạn làm luôn hay sao? Dạ vâng ạ, em làm luôn. Wow. Thực sự là bạn rất là nhiều tài năng. Vào chứ còn gì nữa. Chúc mừng bạn. Phúc chọn bạn. Chào bạn. Đầu tiên là bạn bước ra rất là lạnh lùng. Nhưng mà sau khi mà xem bạn trình diễn, Trám rất là lấn cấn. Bởi vì bạn hát mà bạn không hề nhìn vào chúng tôi, còn không hề nhìn lấy ban giám khảo dù chỉ một giây. Thì là bạn đến đây để hát cho mình hay là để hát để thuyết phục chúng tôi? Bạn có tôn trọng, thật sự tôn trọng ban giám khảo ngồi đây không? Hay là bạn chỉ đến để thỏa mãn cho tất cả các cảm xúc của mình? Thực ra thì em rất là tôn trọng ba vị ban giám khảo ở đây, là những người đã đi trước em rất là nhiều. Em cực kỳ tôn trọng luôn. Bởi vì em khi mà cái beat nó lên ấy, em muốn cảm giác nó feel nên em nhắm mắt lại. Nhưng em sẽ là nghệ sĩ trình diễn. Em sẽ còn phải diễn trước bao nhiêu khán giả.
Em không thể nào chỉ chiều mỗi cảm xúc của bản thân em như thế được. Bài hát của bạn được sáng tác tốt. Nhưng với một cái bài hát mới như thế, với một lần xuất hiện mới như thế, thì bạn cần có một cái cách biểu diễn và một cái thái độ thận trọng hơn. Anh hiểu chưa? Và với tài năng này tôi chọn bạn, nhưng hy vọng lần sau bạn sẽ thuyết phục tôi bằng một thái độ khác, chân thành hơn. Cảm ơn bạn. Hà ơi B, thực sự là em làm cho chị. Thực sự giờ chỉ muốn về gặp bố mẹ để ngồi ăn cơm. Làm cho chị nhớ vô cùng cái ngày tháng mà chị còn rất nhiều thời gian ở gần bố mẹ, chứ không bận rộn như bây giờ. Khi mà cái tiếng piano và giọng của em cất lên, em đã chinh phục chị rồi. Chị rất thích những người mà vừa sáng tác và hát, chơi đàn nữa, cộng thêm một cái giọng hát truyền cảm như em nữa thì chị lại càng thích. Chị vẫn cứ muốn rằng hãy tìm hiểu bản thân thêm nữa. Biết đâu em lại còn có thêm thật nhiều những kỹ năng nữa, ngoài sáng tác, ngoài hát, ngoài chơi đàn, ví dụ như nhảy chẳng hạn. Chị đồng ý. Chúc mừng bạn đã thành công. Và đây là chính là vỏ đĩa của bạn ha. Và chị nghĩ là ba vị Oras rất là trông chờ vào phần trình diễn tiếp theo của bạn. Ủa, cản lĩnh nha. Chúng mình là xong rồi đúng không? Còn ai nữa không? Hải Đăng.